Xin chào cả nhà. Đậu bắp của mình thu hoạch xong, giờ mình cắt cỏ để mình dọn dẹp nha cả nhà. Cái dữ rồi nha. Cái hấp chân. Ủa. Rồi đi ra đi. Cái dữ hơn cả nhà. Trái này trái mùng tơ cả nhà. Dữ. Cái này xuống trái gộ. Hột nó còn non nữa nè, còn xanh chưa có chín. Đi qua clip.